Dạ, mến chào cô chú anh chị. Thì bữa nay trở lại công việc. Mình sẽ làm dao nữa cô chú anh chị. Lúc nào dao dao không ha, bên con thì nói chung dao búa không à. Dạ. Thì bữa nay sẽ dạ em chào anh bạn nha. Dạ, dạ em chào anh Minh nha. Dạ thì bữa nay mình sẽ làm cái dao anh Minh là cái dao yếm của chú anh chị ha. Đó. Anh đặt cái dao này cái dao động khoảng 1 cái mốt ha. Về anh đốn cây đồ nhỏ nhỏ rồi thì anh Minh này là ở Bầu Hàm ha, Trảng Bà Trảng Trảng Bom Đồng Nai. Rồi thì hôm nay em tiến hành em sẽ làm cho anh cái dao này, chỉ có một một khâu hai khâu, một khâu đầu một khâu đuôi, một chốt khóa đổ keo, ok, làm theo mức trung bình rồi chứ không có thẩm mỹ thẩm gì hết. Rồi thì này là làm bằng ảnh ở Trảng Bom, lấy bom làm cho ảnh luôn. Bom này để nó vô nhớt gì tùm lum hết trơn rồi. Vô nhớt tà le tùm lum hết trơn rồi. Lấy đồ mình gấp ra anh em. Quá tay nhớt. Nhâm nhâm và nhớt cặn. Để mình lựa ra miếng rồi mình lấy anh em ơi. Rồi mình lấy miếng này đi ha. Lấy miếng này lên mình đốt lửa rồi mình đập thẳng luôn, rồi anh em mình đập anh em cùng xem nha. Rồi quá trời nhớt.
Rồi, dao mình đập được thì anh em ơi, anh Minh ơi ha. Đó, về đi cân thử coi mình đập ra rồi những cái miếng đó nó còn nhiêu ha. Hồi nãy không có cân trước. À, nó được 1 ký mốt anh ha. Nhém 1 ký mốt, 4 gram được 1 ký mốt ha. Đó, gần hồi mình đi lấy cái đá mình cắt mình làm cái cổ luôn ha. Cái cổ này còn dày lắm anh em ơi ha. Đó. Rồi, tiến hành để em làm luôn cho anh luôn. Cái cổ là mình lên móc cổ luôn ha. Rồi, vô mình vệ sinh cái mình làm luôn anh em. Dễ ghê. Mình đóng dấu thôi anh em ơi. Dấu thôi anh Minh ơi.
Trời tay cũng chứ vậy. Ô thành con rắn luôn rồi. Rồi, ok nè. Đó. Mình nhúng nước luôn rồi. Rồi bây giờ mình đi cân lại cho anh em luôn ha. Ơi trời, quá mệt. Cân lại coi mình làm rồi nó còn nhiêu anh em nha. Rồi đo thông số luôn cho anh em mình nắm bắt luôn ha. Anh Minh nha. Tong tong tong. Trời ơi, trời ơi. Đâu mà nó chẳng luôn ngàn ghê vậy. Rồi ngàn ngàn km đó. Rồi bây giờ mình đo thông số cho anh em mình nắm bắt luôn ha. Rồi rồi anh em, bây giờ mình đo cái khoảng giữa này ha. Rồi à, cái khoảng giữa này, cái dao mày mình nó gần 7 nó gần 7 ở gần 6 phân ha. Đó gần 6 phân đầu bỏ đi, mình đo khúc giữa này nha. Rồi tổng chiều dài đó, tổng chiều dài 31 đó. Rồi cứng 31 ký, 31 đi mà nguội rồi chắc nó cỡ đó 31 chà. Tới cái chỗ giày này nè, cái chỗ mà bờ gái này mới quan trọng nè anh em ha. Đây cái bờ gái này nó có 1,5 phân ngay cổ này, 1,5 phân ha anh em. Đó đó, gửi không hết ha, làm nguội rồi còn 1/4 đi đó, 1/4, 1/3 thì gì nó cũng ấy ha. Ở đây nói chung mà mình làm mình quan trọng cái vụ giày này lắm anh em ha. Đó cái lưng này thì nó được ngay cái chỗ cái thần phần này ha. Đó phần mấy gì đó, ok. Có nhiều anh em nói mình đi mua cây thước kẹp đi ha, nó kẹp nó cũng lộn xộn lắm anh em, đo cái gì thước kẹp rồi cũng đo dục ra chiều dài này cũng phải lấy cái thước khác nữa thì kẹp, nhiều khi nó chằng quá vậy, cái nó dài ra nó chằng quá vậy nên nó lộn xộn lắm. Thôi đo vậy cho lẹ đỡ tốn tiền đó anh em. Quan trọng là chất lượng mà ha. Đo vậy là mình lấy rồi ha, để vô vậy đó anh em mình hạo hạo cho anh em mình ha. Đó mình hạo cho anh em mình xem vậy thôi mà. Đó tại anh em mình đặt là có số ký rồi. Đó. Dữ quá. Dao yếm này kêu bằng dao này dao nái ha. Dao này dao nái, còn dao của anh Thọ mới dao thì ảnh nhận được rồi. Đó, dao nó bé hơn dao này tại vì cái cổ của anh Thọ có 1/1 thôi. Ô, dao này hồi nào giờ dao yếm cổ trên này hồi nào giờ mới có cái dao mà nó dày 1,5 ha anh em ha. Rồi. Rồi ok, mình tiến hành mình làm phần 2 cho rồi anh em ơi. Vô đoạn mình gam lửa rồi xong cái bắt đầu mình vô cán đồ luôn rồi test cho anh em mình xem ha. Rồi ok, màn cũ cảnh hồi nãy. Ok.
Ok, mình đây. Da mình đã làm cán rồi ha. Da cũng tru già rồi, bây giờ mình mài rồi mình tiến hành cái mình vô cán luôn ha. Đó. Kêu vô cán luôn. Rồi. Anh cũng thông cảm ha. Gà cũng lu bu cũng chuyện quá. Đặt tính là 2 tháng mấy rồi ha. Từ từ anh em hết rồi, tại còn khoảng ít đơn nữa cũng xa xa nó làm cho rồi luôn. Rồi, tranh thủ làm trước Tết á anh em ha. Rồi ok. Tiến hành mài. Rồi, ok, mài được vậy anh em ơi. Ha. Đó. Rồi mình thử coi nó có bén không ha. Chuột lao cái mới được cho nó khỏe cái. Anh Minh ơi, anh Minh, anh biết biết hay không? Vô địch luôn ha. Anh mạnh về Đồng Nai là nói chung chỉ có con dao đây thôi chứ nó đâu vô địch. Về nó kiếm không được mấy con gì đâu. Mấy con có cái độ dày kinh vậy, cái độ dày là cái cổ mình ha, độ dày kinh đó. Đó. Ha, đầu mình bén thiệt ha. Dao này để mình làm ấy được nè, làm đẹp được nè, để rảnh rảnh cái anh tém chân mài đâu cũng được, làm viên với vợ đâu ha. Cái đầu thì dày đi, còn cái thân nó làm sao thử coi. Dao hạ cái đứng mà. Anh em ha, dao hạ cái đứng mà ha, đúng tràm mà ha. Có anh em được rồi mới đập lên anh em nói dao này để đính lộn hay gì mà quá trời gì. Anh em mà cầm dao này đi đánh lộn bị ta đánh chết đó anh em. Tại nó nặng quá, cầm chưa chém ta, người ta chém vô nách mình cái rồi hay ta chém bên tay mình trước ha. Ha, dao này nói chung đi quýnh lộn á. Dùng cách mình quăng vô giò ta cho dập giò giống như xe lu cán nha. Rồi vậy cái mình chạy chắc ăn, chứ này chém không được rồi đâu. Rồi vô cán đi. Rồi dao mình đã vô cán rồi anh em á. Chùa mới nhớt một cái nhìn thấy ha. Đó. Đó nè. Thì anh Minh ơi, bây giờ cái dao mình tình trạng nó vậy đó, bây giờ cân nó cứng ký à. Đó, tại mà nguội mình lo làm nguội mình không để ý ha, mài lo cắm đầu mài không nó qua hết hút ký mốt rồi đặt anh đặt ký mốt. Dao động. Nhưng mà bây giờ nó trên ký à. Ha. Rồi. Chút khóa rồi mình cũng khóa rồi đây ha, khóa này khóa đồng nha anh em chứ không phải khóa bằng nhôm ha. Đó. Khóa đồng khâu đồng hết toàn bộ ha. Rồi có cái dao rồi bằng sắt bằng thép thôi ha, thép đen thôi ha, còn nhiều là đồng hết. Ok rồi, thử lại giấy coi nó còn đứt coi anh em. Thì anh xem đi, có được không được thì cứ ấy ha. Cái gì đâu, không có gì hết trơn. Được không được thì để em để lại em làm cái dao khác cho anh ha. Đó. Đó. Bén thì khỏi nói vậy. Cây mà cỡ cổ chân em bao anh chặt luôn á. Ha, cây tươi nha. Cây khô cũng được nha anh em, mình chặt cũng biết chặt thì mình chặt, không phải mở miệng rồi ha. Rồi, để mình bầm mấy nhát thử anh em thêm ha. Cái này anh đặt cũng cây tươi mà cây nhỏ của chú anh chị mình ha. Đó. Thì của chú anh chị mình đặt thì nói bảo con là làm loại cái cây gì con sẽ làm theo cái mép của nó ha. Chứ nhiều khi mình đặt cái dao mà nhỏ quá hay mỏng quá, tuy nó bự nhưng cái mép nó mỏng mình chặt cây cũng không được anh em. Chú anh chị mình ha. Rồi. Nhát chơi. Anh em ha. Đó.
nhát chơi. Nhát chơi, ngay nhát chơi. Quá nhẹ nhàng anh Minh này. Quá nhẹ nhàng. Rồi thử khúc nhãn này các anh em ha. Chặt thấy ghê quá. Nó cứng gì trời, vô đây ngậm một cái lúc cho chồng dính quá. Kỳ vậy đó, quá cái mép nó quá thông anh em, chặt ngang cái nó dính luôn ha. Chặt diện cái mà cũng dính cái ngắt kìa, quá trời sầu. Đây nè, coi nó có cong dên gì không. Mép này nó mỏng lắm nha anh em, mỏng rồi mình làm cho mỏng trừ hao anh em mình nó về cái mình xài nó được lâu. Nó lâu lục ha, nó thông nó lâu lục ha. Nó thông lên thì chừng 2 3 phân vậy, nó thông lên vậy anh em mình đốn cái cây, đốn cái nó vô chừng 3 4 phân ở rỗng nha anh em. Đốn mình dùng cái cây mà cây tươi ha. Mình chặt cái cây đứng mình chặt vô cái chừng 3 4 phân ở rỗng nha. Đó anh em. Đó. Đấy vậy mình chặt cái gần nửa cây ha. Đó. Nhìn cái nhãn anh em. Ôi. Quá mà. Ngay chỗ này mình chặt rồi mình thử lại coi nó còn đứt rồi anh em. Ha. Đó. Mình lấy miếng giấy mình kéo rồi ha. Thép này thì cái độ nó bén cao lắm anh em ha. Không phải bén cao gì mà có cái là nó loại thép này thép dẻo ha, thép mềm. Đó. Mình dễ ấy lắm, mình dễ mài lắm anh em. Đá thường thường mình là mình mài được. Rồi. Cái dao mình tình trạng gì đó anh Minh ha, để anh xem rồi có gì anh alo cho em ha, giúp em ha. Ôi, rồi anh em ơi, thôi mình làm tới đây nhặt mấy nhát chơi ha. Rồi đó anh Minh ơi, cái dao mình vậy đó ha, coi anh coi tình trạng của mình mình xem. Nói chung nó giác 1 ký thôi ha. Đó. Rồi thì bây giờ thôi mình cũng xin xuống clip. Thôi bây giờ cân luôn cho anh em xem luôn đi, để thì nó trên 1 ký, trên 1 ký không biết bao nhiêu. Đó. Cân luôn. Đó anh em, 1 ký 11 gram à. Đó. Đó anh em, chặt nãy giờ 3 cây dính đướm à.
ghê, cát đất không mài lại nữa. Rồi thôi vậy bây giờ mình mới xin xuống bếp ha. Đó anh xem đi cái dao, tình trạng cái dao của mình nó vậy ha anh Minh. Nếu không ấy thì muốn cái mốt thì để em làm lại cái khác, để lại anh em không có buồn giận gì hết trơn á. Thì khi làm thì khi lo mài rồi quên không có cân. Rồi cái giá của anh Tiến mới tui lại đó, mới vệ sinh rồi tui lại rồi chưa ấy, chưa rửa chưa gì hết, mình thấy gớm không. Để hôm đó cái này nó xét rồi nay mới làm lại, đặng sẵn đây đặng gửi hàng cho ảnh luôn. Rồi thôi vậy mình cũng xin xuống clip bên anh em ơi. Rồi chúc anh em được một ngày mới vui vẻ và tốt lành hết nha đến anh em ha. Rồi mọi sự đều luôn tốt lành hết ha. Rồi vậy thì mình cũng xin xuống clip đây, rồi hẹn anh em clip sau. Cô chú anh chị mình con chào luôn ạ. Dạ rồi con cảm ơn cô chú anh chị mình, anh em mình trong thời gian qua đã ủng hộ con và quan tâm đến con ha. Rồi thì sắp đến đây nữa con sẽ lên cái lịch thì con ấy với con chắc còn lãnh một hai đơn hàng nữa con nghĩ cô chú anh chị, tại vì ở đây bây giờ lúc này vô mùa đông ken rồi, lát chiếu ở đây rồi, con vừa làm đồ đây vừa làm đồ bên kia nữa con làm không kịp ha. Rồi tại vì con làm ngày ví dụ như có được con món đồ à. Đó, nhưng cái mấy cái dao này con làm một ngày con làm không rồi đó, không rời tới nay đó, làm mới rồi được tới nay đó anh em thấy không, bữa đập rồi cắt ra phôi thép cái này nọ mình làm tới nay mới rồi cái dao này. Rồi thì nếu mà làm nó làm chắc khoảng cứng một ngày mới rồi cái dao này đó, thì bởi vậy đồ nó mới tồn. Còn anh em ba đồ cũ rồi tùm lum hết trơn đó, mình cũng lãnh đồ cũ ở đây. Rồi thôi vậy mình cũng xin xuống clip đi, nói dài dòng quá ha anh em. Rồi.